Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung Auto Gia Lai. Thì hôm nay em Toàn lại về một sản phẩm siêu hot nữa, đó là Toyota Fortuner. Hôm nay là thứ mấy em quên rồi. Cái Fortuner này là cũng chia sẻ anh chị là cũng rất là hot nha, hot tại Toàn Trung. Không biết anh chị sao, nhưng mà tại Gia Lai cái form dáng này, cái chất lượng này và cái sự tiết kiệm và cái thương hiệu này đang rất là hot và thịnh hành tại Toàn Trung. Hôm qua quay hai xe thì cũng bán luôn rồi. Con qua là 2015 em bán 6,5 rồi. Con này là con 2014 nha anh chị, 2014. Nhưng mà em bán cái giá 595 thôi. Xe nó như thế nào mà tại vì nó có cái giá này, nó chênh lệch với con 2015 nhiều như vậy. Thì vào phần chi tiết anh chị nha. Thì em là bán theo đúng giá trị xe và chất lượng, để sau này anh chị đi, anh chị lên đời, anh chị đổi đời, anh chị quay lại ủng hộ Toàn Trung và anh chị đỡ lỗ anh chị nha. Thì về thằng ngoại thất á, thì xe này nói về bên ngoài, xe này biển Thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Bên ngoài thì sơn tút, nó có sơn tút này nha, cản kiết mọi thứ. Cái đó là điều chắc chắn khi đã mua xe, đã qua sử dụng anh chị ạ. Con này con máy dầu, động cơ 2.4. Form xe này và 2014, 15, 16 nó gần như là tương đương giống nhau y hệt, chỉ khác cái mâm. Nhiều người họ sơn lại cái mâm nữa là thành 15, 16 thôi anh chị. Sơn mâm đây này, như cái xe đây chủ xe họ sơn lại mâm màu xám lông chuột là thành cái form 15, 16 nhìn không biết được anh chị nha. 2015 nó cũng có mâm bạc, cuối 2015 nó lại mâm trắng, nó khác cái mâm thôi. Cái đó mình sơn bình thường, đó mình sơn thôi nha anh chị, sơn là được thôi. Đó, con xe này là theo em đánh giá thì nó là tương đối thôi, tại vì cái giá thành nó nói lên tất cả anh chị. Nếu mà xe đẹp, xe xuất sắc và xe theo tiêu chuẩn của Toàn Trung á, thì tất nhiên nó phải tầm giá cỡ tầm 63 Fortuner này, 24 nếu mà 63, 64 nếu mà xe đẹp anh chị. Vậy lại quanh quanh nó phải là như vậy. Còn cái xe này thì em bán với cái giá tiền như vậy. Máy móc thì em đảm bảo cho anh chị, em vẫn bảo hành cho anh chị về máy 6 tháng. Về máy 6 tháng anh chị nha. Đó, máy thì vẫn hoạt động, vẫn nổ, nó vẫn ngon lành, bình thường. Chị đợi em xíu nha. Về phần khung xương keo chỉ cabo á, thì nó là rin nha anh chị, phần đầu là rin. Đó, phần đầu rin này, tất cả keo chỉ này là nguyên hết. Máy đây thì anh chị ưng thì em có thể rửa lại, dọn lại cho anh chị. Nó sẽ mới, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không bao giờ mới bằng cái xe 2015 em vừa rồi em bán nha. 2015 vừa rồi em bán là cái đây nó mới tinh luôn. Đây nó mới ken xe ben luôn. Còn này nó cũng thuộc dạng được thôi. Đó, nó chì. Rửa ra chì, có nhiều người á, thường thường á, họ bán gian bán dối hoặc là như thế này, em cũng chia sẻ thôi, cũng không có gì hết, nhưng mà chia sẻ anh chị. Nhiều người mà họ là thợ, họ nhìn vô cái xe, chắc xe họ nhìn biết, họ biết cái chất máy rửa ra nó có đẹp hay không. Thường thường là những cái xe mà không đẹp á là họ để dơ luôn, họ dơ bụi bặm bám luôn, bám hết luôn, là anh chị nhìn vô anh chị vẫn không biết được đẹp hay xấu. Còn riêng xe Toàn Trung bây giờ có đẹp hay có xấu cũng phải rửa ra, rửa hết, tại vì phải sâu hết ra cho khách hàng, để ngay từ lần đầu họ bỏ tiền ra, họ cảm thấy tiền đó với chất lượng đó phù hợp thì họ mua, chứ không có là họ bỏ tiền ra xong rồi về họ rửa ra hoặc họ phát hiện ra rồi này nọ rồi trách móc hai bên. Bên em không có thích vậy, cứ sâu hết ra, có cái gì cứ nói ra hết, mình thoải mái thì mình ủng hộ nhau, không thoải mái thì mình chờ đợi tiếp hoặc là mua ở nơi khác. Đó, nó là như vậy anh chị, nên là hết sức nhiều lúc sự thật nó mất lòng. Và anh chị, nhiều anh chị kêu em làm màu làm mè nhiều quá, thôi kệ, miễn sao mình làm đúng là được thôi. Còn mình màu mè hay không là những khách hàng cũ của mình họ biết. Những người nào mà 700-800 khách hàng trong một năm qua mua Toàn Trung họ sẽ biết. Cái này thì nội thất đây chắc chắn em sẽ bắt anh em thợ vệ sinh làm lại, nó dơ quá, chưa hài lòng lắm anh chị nha, chưa hài lòng lắm. Nhưng mà cái máy đây thì ngon, máy đây thì bền đó anh chị. Máy dầu Fortuner bền. Nói chung là tiền nào của đó anh chị nha.
mọi thứ nó cửa kiết, đó là nó còn nguyên, cửa kiết còn nguyên, sơn tút bên ngoài có anh chị nha. Và có cái phần đây, phần đây mà dẫn đến giá thành xe nó rớt. Em là như vậy, xe nào bị như thế nào là về mình nói, còn mà bị nặng hay là nát hay là lật mà ảnh hưởng đến khách hàng họ sử dụng đó, thì không bán nha. Nó tương đối thôi, gọi là trung bình thôi, chứ còn mà nó nát quá hay là nó ảnh hưởng đến túi tiền của người khác và cái thương hiệu của mình là mình không bán luôn, dứt điểm. Thì cái xe này nó bị va vào, nó mốp này, vô tới phần khung mốp đây, nhưng mà mấy cái bấm đây nó vẫn còn nha anh chị, mấy cái bấm đây là vẫn còn thì em vẫn chấp nhận được, chứ còn mà nó mất luôn cả cái phần đây, nói chung là nó mất mất hết cái phần đây á, mất hết cái phần đây là vô tới hết trong đây thì chịu chịu chết anh chị nha. Còn cái nắp đây là nó bị nhẹ nên là cái nắp đây vẫn còn, chỉ đây vẫn là chỉ rin. Đó, mấy khúc đây là vẫn là chỉ rin anh chị nha. Đó, mấy khúc đây vẫn chỉ rin, bấm rin nè. Đó. Còn cái này là rin nè. Đó, còn này là nó bị giống như bị de de vô mớp đây phải làm lại, nắn ra làm lại. Đây, nó mớp nè. Mớp họ nắn ra làm lại nè. Họ chỉ chạy chỉ lại. Đó. Góc đây nha anh chị, góc đây là bị. Còn đây là em thấy rin nè. Đó. Nói chung là bị góc đây dẫn đến giá thành nó rớt xuống thê thảm. Và có một số nguyên nhân chủ quan và khách quan mà toàn chung có những cái xe này, có những cái xe em cố tình mua, nó thật sự em cố tình em mua, có những cái xe mà nó bị mốp, chủ xe bị mốp mà nó không đáng kể, và mình tìm hiểu nguyên nhân với chủ xe, mình thấy không đáng kể, không có dính dáng gì đến người hay là không có bị nặng thì em vẫn mua nha, vẫn mua, mua về em vẫn nói nếu mà xe họ đẹp và giá hợp lý. Chứ còn mà anh chị cứ nói tại sao rồi thằng đây tự nhiên nó mua bán, nó kêu là nó không mua xe lỗi mà sao nó cứ quay xe lỗi, lâu lâu có xe lỗi miết vậy, thì em nói anh chị cái nghề nghề kinh doanh, nghề này nghề là kinh doanh xe cũ thì không tránh khỏi, chỉ có nếu mà làm muốn làm điều đó thì chỉ có bán xe mới thôi, mới 100% thôi, chứ mà không thể nào. Nói thật sự anh chị, cái đầu tiên em bước chân vào đây em làm là em trong đầu em là chỉ mua xe lướt, xe đẹp, xe gọi là siêu đẹp thôi, còn xe xấu không mua. Nhưng mà nếu như vậy thì mình mua được có bao nhiêu chiếc đâu, rồi có bao nhiêu khách hàng đâu để họ mua được những cái sản phẩm đó của mình. Đồng nghĩa với việc những cái sản phẩm đó thì giá nó cực kỳ rẻ và nó cực kỳ mắc, thì có bao nhiêu người như vậy, và cũng sẽ có rất là nhiều người kêu anh nói thật sự anh muốn mua xe toàn lắm, anh không đủ điều kiện, rồi anh muốn bán cho toàn lắm nhưng mà bây giờ xe anh nó bị vậy. Rất là nhiều người thật tình, mà gặp chúng mình cũng thật tình nữa, nó thật sự anh chị vậy thì buộc phải, cái này cái tâm sự thôi chứ không phải kể lể đâu, để anh chị hiểu thôi, chứ còn tùy anh chị thì cũng trong đầu em có suy nghĩ nó thoáng hơn một xíu. Em kêu nếu như vậy, thì bây giờ mình đã không làm thì thôi, làm thì làm cho ra trò, thì xe đẹp xe lướt thì rõ ràng nó sẽ có đẹp lướt, còn mà xe mà nát xe dập á thì mình chắc chắn mình không mua, tại vì mua nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm khách hàng dành cho toàn chung và toàn dành cho khách hàng, và những cái xe đó em cũng không có coi, không có nhìn được. Em tính em rất là khó, tính em rất là nóng luôn á, rất là nóng luôn, nên là nhìn là không 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 ưng mắt là được không được là thôi à, nó là không chơi được. Chỉ có những con xe mà thí dụ mình đi mua đúng không, đi mua mà nó gặp tình trạng mà nó mớp nhẹ, chủ nguyên nhân chủ xe mớp nhẹ nó rõ ràng, tôi mớp bị như vậy nó không ảnh hưởng đến con người hoặc là không ảnh hưởng đến kết cấu của xe mà giá anh phù hợp thì em sẽ mua về em bán giá cho người khác là phù hợp, để cho những người mà họ không có điều kiện họ mua những con xe giá thành kia thì họ mua này nó vẫn đỡ hơn là họ mua xe nơi khác mà nó rẻ một cách bất ngờ xong rồi về về rồi họ bị thiệt hại. Của em thì những cái xe em thì tuy là nó lỗi như vậy nhưng mà máy móc gầm bệ nó phải ngon, khách phải chạy được, chỉ có là vấn đề này là vấn đề tâm lý thôi, vấn đề tâm lý, nhưng mà em bù đắp bằng cái giá, rồi sau này anh chị có mua hay bán lại nó cũng phù hợp nha anh chị, nó cũng phù hợp chứ nó không bị lỗ lỗ nặng lỗ sâu. Sẽ có những cái đơn vị thích mua những cái xe này lắm, tại vì đa phần là khách biết thì họ không mua, nhưng mà khách không biết thì nhiều. Hôm nay đa phần ô tô khách không biết thì nhiều, thì họ cứ coi máy móc mà mọi cái đó, mọi cái nhỏ đó họ sẽ không biết, thì
bán bằng hoặc là bán rẻ hơn những cái đơn vị khác, là họ nhào vô họ mua, họ không biết là dính xương. Còn đây á, là bị lỗi là em bán rẻ hơn nhiều nha, em bán rẻ hơn nhiều, bán đúng cái giá trị nó, và em nói luôn, đã nói ra thì anh chị biết rồi, đã nói ra thì mình phải bán cái giá nó như thế nào mới bán được, không có là ôm ăn luôn. Làm kinh doanh mà, làm kinh doanh mà anh chị, nên là em cũng lường trước hết mọi thứ rồi, nên là nó gầm bể, gầm nó cũng tương đối thôi. Nói chung xe đấy nó mức trung bình nó lỗi, nhưng mà nó cũng là mức xấu luôn, chứ không trung bình, nó nói thẳng luôn là xấu luôn, theo em là xấu. Có thể những nơi khác họ sẽ hát lên là đẹp, theo em là xấu luôn đó. Nói thật luôn là xấu luôn. Được cái máy, cái gầm và được cái giá, nếu phù hợp thì anh chị mua, còn phù hợp thì có thể chờ tiếp tục cái xe khác nha anh chị. Và cũng kể cho anh chị một số câu chuyện và một số cái mà để anh chị rút kinh nghiệm nè, rút kinh nghiệm. Có nhiều anh chị đi mua xe, ngày hôm qua có một anh khách, anh mua cái Fortuner, anh mua cái Fortuner bên em, anh rất là tin tưởng em, rất là tin tưởng em, nhưng mà anh cũng lo lắng. Nói chung tâm lý mà cái số tiền nó lớn, nó đối với em nó nhỏ, thực tế đối với em có thể cái xe đó nó nhỏ, giá trị xe nó nhỏ, nhưng mà đối với người ta, họ lần đầu mua, họ tích góp cả cuộc đời họ, cả một cuộc đời họ mua, thì cái đó nó lớn. Thì anh coi cái xe đó, tuy là nhiều người điện lắm nhưng mà em vẫn phải để cho anh coi, tại vì anh ở cơ bang lên tội lắm. Anh coi từ sáng cho đến trưa, xong rồi anh vẫn lo lắng, thì anh muốn tìm cái sự góp ý và tham khảo của bạn bè hoặc là thợ. Thì em cũng kêu thôi anh cứ nhờ đi, cứ thoải mái thôi, nhưng mà người nào chuẩn và nói là nói trước mặt em, đừng nói sau lưng, tại vì nói trước mặt em, chứ còn nói sau lưng coi chừng gặp người xấu á, là họ dẫn dắt anh tùm bậy tùm bạ, là tiền mất tật mang. Thì nói trước mặt em, có gì thì em giải thích cho. Thì em vẫn chờ anh, mặc dù có ai hỏi thì em vẫn chờ tới trưa ảnh cũng tới, anh ngồi anh chờ anh kia xuống, anh kia cũng đi bận gì đó cũng chưa xuống, xong rồi chập sau rồi xuống coi. Lúc có em á thì ok hết, xe ok hết, nhưng mà lúc sau hình như sau lưng em nói xe bị đụng, bị này bị nọ phần đầu á, xong rồi em cứ ra em nói luôn, nó đâu đụng chỗ nào anh, thì anh kêu là đụng làm lại chỗ đây em, bên đây này cái Fortuner để có cái dẫn chứng, cái pho để đâu rồi ta, phần đầu kia. Cái em nói anh coi lại kỹ đi, chứ còn thực tế em cũng mười mấy năm trong nghề rồi, cái nào bị là em nói, chứ em không có lừa người ta đâu. Và anh chỉ cái chỗ đây, cái Fortuner, cái chỗ mà anh nói bị đụng thì cái đó là nó bị acid, cái xài cái bình nước anh chị, thì nó acid nó chạy xuống nó xét, nó hay xét cái chỗ đó. Anh kêu chỗ đó là bị đụng, nó gò lại nên nó xét, không đó acid nó xét anh. Thì cũng kêu chủ xe ra chỉ, thì anh chủ xe cũng nhìn ra, nói chung là chỉ và nhìn và phân tích hai bên là họ cũng biết liền. Ủa khó lắm. Thiệu ơi, nó xét cái đây này anh chị, nó xét acid nó chảy á, nó xét cái phần đây. Thì ảnh kêu là bị đụng đó, em chỉ ảnh, cái anh kêu vậy hả, em kêu đụng là nó phải thay hết này với anh, đi vô tới đó mà phần đây sao còn nguyên được, mấy thanh đây sao còn nguyên được anh, thì đó mới nói anh vậy. Xong rồi anh chủ xe kêu thôi ok, mua của Toàn thôi, tin Toàn thôi, nói tin là em cảm ơn, nhưng mà em không bao giờ lợi dụng lòng tin nha, anh cứ thoải mái anh lấy, còn em thì viết vô giấy, anh cứ coi bây giờ hay là coi sau này, bất cứ lúc nào anh có thể lên cửa hàng em làm việc, hoặc là nói thiếu ăn hoa ăn vẹ đó, nói vậy. Còn anh mua chính chủ hay anh mua kia thì anh đâu ăn vẹ người ta, còn em đại diện cho một thương hiệu mà, lên đó chỉ cần lung tung là chết em liền. Thì lên vô, bắt đầu vô chốt xong anh vẫn kéo ra, anh cũng lần quần, nói thật sự anh cũng lần quần, anh cũng mục đích là cũng không thích cho mua xe này lắm hay sao á, kêu thôi cứ tham khảo và suy nghĩ thêm đi, chứ mua xe mà vội gì. Em cũng nói đúng rồi, mua xe thì không có vội gì hết á, nhưng mà anh khách hàng và cái nhu cầu khách hàng họ cần, thì nếu mà mình họ tâm lý đó họ không vững mà, thì em mà tác động thì họ sẽ mua ngay. Em kêu thôi anh cũng thích thì anh cứ tham khảo, nhưng mà em nói anh cái xe là do anh quyết định, tiền thì do anh có, anh làm ra thì tin tưởng ai hay đặt niềm tin ai là cái đó do anh, một lần nữa em nói là do anh. Thì xe cũ nó rất là khó, không phải như xe mới, không thể hôm nay mua hoặc là mai mua cũng được, mà có thể hôm nay có duyên mua xe này
thế biết đâu sang ngày mai anh gặp cái xe đẹp hơn thì sao, đó tùy anh. Thì anh mới kêu thôi vô mua cho rồi đó, anh mới kêu thôi cứ vô mua thôi, ai nói gì nói kệ, có kéo đi cỡ nào anh cũng kệ đó. Anh vô anh mua, mua xong rồi cái anh thợ với cái anh đi cùng á cũng dẫn nhau mua cái Innova. Em đang đứng em coi em tắt cười, làm đã làm thợ đã đi mua xe, đi xem xe người ta mà đi mua xe taxi sơn lại làm lại tè le hết, mua ở Hà Nội về mới đâu chứ, xe taxi mà lên nó đổi màu vàng, nó thay mới tinh hết, nó làm nội thất nó làm sạch sẽ hết, thì cho cái đó là đẹp và rẻ. Nó thật sự cái đó là tiền mất tật mang chứ không rẻ đâu nha anh chị. Một con xe ví dụ là trên thị trường em cũng không giờ em bán rẻ đâu, không có để mà rẻ, đâu có mua đâu mà rẻ, chỉ có cố gắng bán thấp hơn những anh em bạn bè đồng nghiệp bán giá cao một xíu thôi, chứ còn mà không có bán rẻ, em cũng không bán rẻ, xe không có đâu mà rẻ. Anh chị phải để ý nha, có một con xe mà tất cả trên thị trường ví dụ là giá nó loanh quanh như con này, giá nó 590, 600, tất cả mọi người đều đăng giá như vậy, và có một người đăng 560 hay 570, và mình tới xem mình trả giá nào họ bán giá đó, thí dụ trả 550 họ bán 550, trả 540 họ bán 540, nó rẻ hơn thị trường cũng mấy chục triệu, 5-70 triệu, thì anh chị phải coi lại chứ không ai, thị trường nó có hết rồi nha anh chị, nên là không ai mà nó có cái bất ngờ và có cái thơm vậy cho mình, nên là phải để ý. Đó, tùy anh chị thôi. Còn xe em thì giá cả nó tương đối là phù hợp, nên là anh chị cứ mua thì liên hệ ủng hộ, chia sẻ đồng hành cùng em Toàn nha, và những cái xe em bán ra là em sẽ mua lại chứ không không bao giờ bán ra mà sợ không mua lại anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, hẹn gặp lại anh chị Toàn Trung Gia Lai.